Những lần dùng binh như thần của Hàn Tín. Phần 2. Hàn Tín dụng binh lấy Hàm Dương. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Bức Trương Hàm tự sát tại thành Đào Lâm, chính thức định Tam Tần, Hàn Tín liền tiến binh thẳng đến Hàm Dương. Lúc này, quan trấn thủ Hàm Dương là Tư Mã Di và Lã Thần. Từ khi nghe Tam Tần bị mất, đã cho người báo về Bành Thành để xin quân cứu ứng. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy hồi âm. Cả thành Hàm Dương đang ấp ủ lo âu thì bỗng nghe báo quân Hán đã kéo đến nơi. Tư Mã Di bàn với Lã Thần: thành Hàm Dương quân mã chẳng bao nhiêu, cứu binh lại không đến. Dân trong thành cảm nghĩa Hán Vương thuở trước, ai cũng mong hàng, nay phải làm sao? Lã Thần nói: bổn phận ta là phải giữ thành, không thể trì hoãn. Vậy đêm nay cho người cấp báo về Bành Thành, thế nào Phạm quân sư ý nói Phạm Tăng cũng có trước hay. Hai tướng bàn bạc xong, một mặt cho người về Bành Thành cấp báo, một mặt điểm quân thủ thành chờ viện binh. Hàn Tín kéo binh đến thấy cửa thành đóng chặt, nghĩ thầm: thành Hàm Dương rất kiên cố, không thể lấy sức phá nổi, phải dùng kế mới xong. Hàn Tín liền gọi hàng tướng Mã Thông đến dưới trướng của mình và nói: nhà ngươi mới đầu hàng Hán chưa có công gì, lần này hãy cố gắng lập công đầu. Nay ta sai ngươi đem những quân của Trương Hàm vừa đầu hàng, kéo cờ sở, giả làm viện binh của Bành Thành, gắt chúng mở cửa, kéo ập vào, làm nội công ngoại xích. Nhà ngươi dám làm việc đó chăng? Mã Thông thưa: lệnh nguyên soái truyền tôi đâu dám chẳng tuân. Nhưng không có phê văn của Bá Vương, tướng giữ thành đâu chịu mở cửa để quân ta kéo vào. Hàn Tín nói: điều đó không lo, ta đây có văn bản cũ của Bá Vương trước kia, trong đó có ấn tín, để ta sai người tẩy đi viết lại thì xong. Nói rồi mở nắp hòm, kiếm mấy bức phê văn của Bá Vương phát giao Tam Tần mà Hàn Tín bắt được trước đây. Sau đó gọi Lý Bình vào tẩy bỏ chữ cũ, điền lại chữ mới, đoạn giao cho Mã Thông đem mật kế thi hành. Mã Thông cùng Tôn An đem 5.000 hàng tốt, dùng hiệu cờ nước sở qua sông Kinh Vị, lén theo đường hẻm ra phía đông nam, thẳng đến Ba Đăng chạy tắt về Hàm Dương. Hàn Tín lại sai Phàn Khoái, Chu Bột, Ngân Hấp đem 1 vạn quân lẻn theo sau, rồi xin Hán Vương tạm đóng quân cách thành 20 dặm để chờ tin tức. Bọn Mã Thông kéo đến dưới thành đưa phê văn lên. Tư Mã Di và Lã Thần nhận thấy ấn tín của Bá Vương, liền truyền quân mở cửa thành cho vào. Mã Thông nói: tôi lãnh lệnh kéo quân đi trước báo tin, đại binh sẽ đến sau cứu ứng. Mặt trời vừa chen lặn, đường xa, một toán quân kéo đến, bụi cát mịt mù. Mã Thông nói: đó là quân viện của Bá Vương sai đến. Tư Mã Di mở cửa thành bái mạng và truyền lệnh cho cựu binh sáng sớm sẽ nhập thành. Tuy nhiên, đội quân cứu đó không tuân lời, cứ xông xộc thẳng tới. Viên quan giữ cửa bước ra ngăn cản, bị tướng đi đầu của đoàn quân ấy chém 1 đao rơi đầu. Tư Mã Di thất kinh, truyền quân đóng cửa thành lại, nhưng không kịp nữa. Viên tướng đi đầu đã nhảy tới chém luôn Tư Mã Di 1 đao chết tốt. Quân sĩ trong thành rối loạn, một tướng đem đầu Tư Mã Di treo lên ngọn giáo, nói lớn: chúng ta không phải cứu binh của Hoàng Vũ sai đến, mà chính là bộ tướng của Hán Vương đến đây lập kế mở cửa thành. Nay Tư Mã Di đã chết, 3 quân nên đầu hàng để khỏi mang họa. Quân dân trong thành nghe nói đến Hán Vương, đồng phục xuống đất hô lớn: chúng tôi xin hàng phục và xin rước Hán Vương vào thành. Phàn Khoái thấy lòng dân hâm mộ, mừng rỡ sai cắm cờ Hán khắp 4 mặt thành, rồi sai người đi thỉnh giá. 2 hôm sau, xa giá Hán Vương đến, trăm họ đón tiếp rất nồng nhiệt. Luận bàn, Tôn Tử nói: việc binh là trá ngụy, có thể làm mà ra vẻ không có thể, dùng đấy mà tỏ ra không dùng. Gần giả làm như xa, xa giả làm như gần, lấy lợi mà dụ, gây rối mà đuổi, thấy khỏe thì tránh. Đầu tiên là làm mọi cách giảm nhược lực đối phương, sau rồi mới tiến hành dự định. Muốn dụng kế này phải là người có tầm nhìn xa hiểu rộng và một khối óc tuyệt vời. Hàn Tín quả là danh bất hư truyền, là dụng binh như thần. Đối với Tam Tần, Tản Quan là ải địa đầu, có tầm quan trọng rất lớn. Đối với Sở, Hàm Dương là ải địa đầu, là một kinh đô thứ 2 của Sở, vì nó là cố đô của bao triều đại.
Trương Hàm dùng Trương Bình là tướng bất tài để giữ một ải trọng yếu, nên tản quan mất một cách dễ dàng. Hạng Vũ dùng Tư Mã Di và Lã Thần là hai tướng tầm thường để chấn giữ thủ phủ quan trọng. Bên Hàn Tín không tốn một giọt máu mà thành Hàm Dương mất. Phải chi nếu Hạng Vũ sai Long Thư hoặc Trung Ly Muội đến thủ thành này, thì Hàn Tín không thể lấy thành nhanh như vậy được. Hồi còn ở Hán Trung, Hàn Tín cho Chu Bột, Trần Vũ dẫn công binh đi trá hàng lúc Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương, lại được Trương Bình trọng dụng. Vì lúc đó Trương Bình đang cần tin tức thật chính xác từ Hán Trung, nhằm nắm bắt tình hình xem có đúng như sự tiên liệu hoặc điều tra của mình hay không. Lần thứ hai ở Cao Nô, Tư Mã Hân sẵn tức giận Đồng Ế, nên Hàn Tín sai Phàn Khoái trói Đổng Thực đi trá hàng, được Tư Mã Hân tiếp nhận một cách không ngờ vực. Hai trường hợp trá hàng đều được Hàn Tín sử dụng một cách đắc thế. Lần thứ ba ở Hàm Dương, các tướng Tư Mã Di, Lã Thần đang khao khát viện binh, Hàn Tín lại sai hàng tướng Mã Thông, Tôn Anh làm trá binh. Vì đó các tướng Sở không nghi ngờ gì là đúng vậy. Vì những kế trước đó của Hàn Tín được sử dụng hết sức hợp lý và thích nghi với mỗi hoàn cảnh. Cho đến các phê văn của Hạng Vũ mà Hàn Tín vẫn có được, thật ông đã chuẩn bị trước và khéo tiên đoán những việc của mình sắp phải làm. Tam tần xa xôi và gấp rút, Hạng Vũ không tiếp binh kịp là chuyện đã đành. Chứ đến như Hàm Dương mà Hạng Vũ không tiếp binh kịp, điều đó mới đáng ngạc nhiên. Ở đây không phải Phạm Tăng quân sư và Hạng Vũ không biết. Phạm Tăng trăm ngàn lần khuyên can Hạng Vũ, nhưng Hạng Vũ không nghe, lại nghe lời một đám phản gián khác. Những nhân vật phản gián này chúng ta sẽ bàn ở những video tiếp theo, đó là Trần Bình và Hạng Bá. Cho nên, nghe thấy là một việc, sáng suốt liệu định công việc là một việc khác. Có thể nói, Hàn Tín từ khi ra quân, ông điều binh không trận nào giống trận nào. Khi thì hỏa công, khi thủy công, khi trá hàng, khi giả cứu, mọi việc đều xít sao nhanh chóng và đáng phục. Bởi vậy, dùng từ không đúng vị trí thì câu văn tối nghĩa, dùng người không đúng chức năng thì đại sự bị hỏng, dùng mưu mà không đúng hoàn cảnh thì trở lại hại mình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ Những lần dụng binh như thần của Hàn Tín, phần 2, Hàn Tín dụng binh lấy Hàm Dương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng luận về những lần dụng binh như thần của Hàn Tín.